hội thành viên VTV Hyundai, tiền tích lũy nhân 3, tích lũy đến 27% khi mua sản phẩm. Cảm ơn tất cả khách hàng của VTV Hyundai. Duy nhất hôm nay, 15 tháng 4, tiền tích lũy nhân 3, giảm giá lớn, tặng quà giá trị. Hello, hello, xin chào tất cả quý vị. Hồng Nam và Quỳnh Hoa chào mừng tất cả quý vị chúng ta cùng tới với ngày hội thành viên nhân 3 tiền tích lũy trong chương trình ngày hôm nay cùng với VTV Hyundai Home Shopping. Và ngày hôm nay chúng ta có gì ạ? Chúng ta có một bộ sản phẩm dành cho sức khỏe quý vị nha. Đó là chúng ta sẽ có một hộp 30 gói nước uống chiết xuất hồng sâm Q Plus và chúng ta sẽ có một bộ quà tặng kèm theo giá trị về sức khỏe cũng không kém ạ. Đó là chúng ta sẽ có 5 gói kẹo sâm không đường, một hộp trà sâm, một hộp choco pie nhập khẩu được quý vị nha. Rất là ngon miệng và còn tốt cho sức khỏe của mình nữa đúng không? Dạ đúng rồi, và bên cạnh đó, đó thì chúng ta còn được á, một cái hộp bánh choco pie như thế này rất là đáng yêu nè. Rồi gói sâm á, Quỳnh Hoa tưởng tượng á là quý vị ơi, cứ mỗi buổi sáng á, mà chúng ta thức dậy nha, cái pha cái gói sâm, xong sau đó cái gắn cái miếng bánh choco pie, cái ngồi nói chuyện với mọi người, trời ơi nó thi vị gì đâu mà quý vị ơi, nhìn coi bên cạnh cái việc thi vị á, thì chúng ta thử nhìn đi cái bộ sản phẩm của chúng ta, nó sang gì đâu, nó đẹp gì đâu. Cái này không chỉ là mình dùng nha, mà mình còn làm quà tặng cho mọi người nữa, rất là thú vị đúng không Nam? Bên cạnh đó thì ngày hôm nay là ngày hội siêu thành viên thì món quà của chúng ta còn được nhân 3 lên nữa, có nghĩa là tiền tích lũy của chúng ta được nhân 3, tích lũy cho những lần mua tiếp theo. Mà quý vị ơi, nói về hồng sâm á, thì có lẽ đây là một bộ sản phẩm mà Quỳnh Hoa nghĩ là người người nhà nhà đều cần. Mà cần để làm gì? Để có thể bồi bổ sức khỏe của chúng ta nè, để nâng cao sức đề kháng, mà giá lại quá tuyệt vời, chỉ 699.000 đồng thôi á Nam. Quý vị ơi, ngày hôm nay siêu ưu đãi tích lũy đến 27% giá trị đơn hàng quý vị nha. Tại vì hôm nay là ngày hội thành viên ạ, chúng ta sẽ được nhân 3 tiền tích lũy dành cho quý vị nào mà chúng ta là thành viên thường á thì sẽ được 3% này, thành viên đồng là 9%, cứ như vậy lên tới thành viên kim cương là tích lũy được tới 27% nha quý vị. Và đây á là một trong những thưởng phẩm quý mà được yêu thích nhất ở trên VTV Hyundai. Để làm gì ạ? Để chúng ta có thể là chăm sóc sức khỏe này, với hồng sâm này, với nhung hiêu này. Ngoài ra nữa thì combo ngày hôm nay quý vị có thể là dùng quà tặng để tặng tới những người thân yêu của mình, tặng tới quý đối tác của mình, tại vì vỏ hộp cũng rất là sang trọng đúng không ạ? Đây sẽ là một món quà đúng nghĩa là dành cho giá trị về sức khỏe để tất cả quý vị chúng ta đừng bỏ lỡ ngày hôm nay nha. Đừng bỏ lỡ cơ hội này, là một món quà rất là ý nghĩa dành cho những người thân yêu của mình, với chiết xuất hồng sâm có nhiều vitamin và khoáng chất, nguồn nguyên liệu chất lượng đảm bảo tại Hàn Quốc này, đóng gói và bảo quản theo quy trình hiện đại của Hàn Quốc, chất lượng rất khác biệt, nên tất cả quý vị chúng ta có thể yên tâm mua về sử dụng cho bản thân, mua về sử dụng cho gia đình và mua về gửi tặng tới những người thân yêu xung quanh của mình nữa. Wow, nói về mua về để tặng cho những người thân yêu á, thì quý vị cứ thử nhìn đi, cái vỏ hộp, cái bao bì ở bên ngoài nè, rất là bắt mắt, mọi thứ trang trí rất là đẹp mà màu sắc cũng rạng rỡ nữa. Nếu mà mình mua món quà này để dành tặng cho những người mà mình thân yêu cũng tuyệt vời đúng không quý vị? Mà quý vị biết á, đây là sản phẩm để có thể bảo vệ sức khỏe cho chúng ta, dành đặc biệt cho những ai mà mình vừa mới ốm dậy nè, hoặc là những ai mà mình cần nâng cao sức khỏe nè. Mà việc mà nâng cao sức khỏe đâu chỉ có một người hai người đúng không? Tất cả chúng ta đều quan tâm đến sức khỏe của mình. Tuy nhiên mình có quan tâm đúng cách hay không, khi mà cái cuộc sống hiện tại của chúng ta là quá nhiều thứ bận rộn, thì thôi mỗi ngày á mình dành thử mình uống một gói nước chiết xuất hồng sâm như thế này á, thấy được sự khác biệt luôn quý vị ơi. Và bên cạnh đó, cái món quà của chúng ta còn có cái gói trà sâm nữa đó Nam. Khi mà pha trà sâm nè, uống rồi cắn miếng bánh choco pie như là em nhỏ nhỏ vừa rồi á, trời ơi ta nói nó tuyệt vời gì đâu, là tình cảm gia đình sẽ được gắn kết luôn đó Hoàng Nam ơi. Còn Hoàng Nam thì nghĩ như thế nào? Hoàng Nam thấy là cái hình ảnh mà cả gia đình của mình á vừa ngồi lại này, bà thì pha trà sâm uống này, bà thì uống nước chiết xuất hồng sâm này, con cái đem bánh choco pie nhập khẩu của Hàn Quốc. Mà nói về cái món quà ngày hôm nay đó quý vị, bánh choco pie nhập khẩu của Hàn Quốc nha, khá là khác biệt so với các dòng bánh choco pie có ở ngoài thị trường. Tại vì Hoàng Nam với Quỳnh Hoa thì cũng đã biết trước được là làm bánh này ngon như thế nào rồi đúng không Hoa? Rất là dẻo và rất là thơm, rất là ngon. Nếu như mà quý vị chúng ta muốn thưởng thức á, hay là mang về cho con cái của mình thưởng thức á, thì đừng bỏ lỡ combo ngày hôm nay quý vị nha. Cùng điểm lại với Hoàng Nam xem là với mức giá 699.000 đồng chúng ta có gì quý vị nhá. Đây ạ, chúng ta sẽ có tổng cộng đó là một hộp nước uống chiết xuất hồng sâm Q Plus với 6 hộp nhỏ bên trong. Và mỗi hộp như vậy thì sẽ có 5 gói, tổng cộng là 30 gói nha quý vị. Kèm theo đó chúng ta sẽ có tới 5 gói kẹo sâm không đường. Wow. Đó, không đường là một trong những món sản phẩm sức khỏe nhưng mà vẫn ngọt nha, ngọt tự nhiên của sâm đó quý vị. Rồi chúng ta có gì nữa ạ? Có một hộp trà sâm để chúng ta có thể là pha uống mỗi buổi sáng, rất là tốt cho cơ thể này. Kèm theo đó nữa là một hộp bánh choco pie nhập khẩu của Hàn Quốc quý vị nha. Rất là ngon, rất là Hàn Quốc luôn.
Và đặc biệt quý vị biết không, phải nhắc lại Hoàng Nam xíu, tại mừng quá, ngày hôm nay là ngày hội siêu thành viên. Đúng mà rồi. Siêu thành viên á, là quý vị ơi, cho Quỳnh Hoa giới thiệu với quý vị chút xíu nha. Siêu thành viên tiền tích lũy của mình nhân lên ba là như thế nào, làm sao để trở thành thành viên của VTV Hyundai? Rất đơn giản, chỉ cần quý vị đặt hàng, gọi điện cho VTV Hyundai là đã trở thành thành viên rồi, sẽ được cấp bậc khác nhau lên đến 27%. Và nói về nước uống chiết xuất hồng sâm ngày hôm nay á, thì với vấn đề sức khỏe trong cái thời điểm này á, thì Hoàng Nam với Quỳnh Hoa tin là tất cả những anh chị, tất cả những quý vị nào mà chúng ta ở gia đình chúng ta đều có thể gặp phải, đó là cái nguyên nhân mà gây nên mệt mỏi kéo dài á quý vị. Bắt nguồn từ nhiều những cái triệu chứng khác nhau, ví dụ như là chúng ta có thể là ăn kiêng, hoặc là chúng ta ăn những cái món ăn mà nó không hợp lý một chút xíu là có thể ảnh hưởng tới sức khỏe này. Mình bị đau nhức xương khớp, hay là mình làm việc quá cái thời gian trong ngày của mình á, mình cũng có thể là bị stress quá nhiều này, mình bị mệt mỏi, mình bị căng thẳng, thì dẫn tới việc là mình sẽ bị mệt mỏi trong nhiều ngày dài. Và nếu như mà quý vị để cho mình mà bị mệt mỏi trong nhiều ngày dài như vậy á, thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị lâu hơn, và chúng ta sẽ có những cái triệu chứng khác nữa nguy hiểm hơn tới cái sức khỏe, tới cái an toàn của mình quý vị ha. Nên là quý vị á, đây báo chí có ghi hết rồi ha, đừng có xem thường những cái cuộc mệt mỏi nhỏ, tại vì nếu như mà kéo dài thì có thể là cảnh báo gây nên rất là nhiều những cái căn bệnh khác nhau. Và nếu như mà chúng ta muốn khắc phục những cái căn bệnh mệt mỏi kéo dài như vậy á, thì chắc chắn rồi, cái việc mà dễ làm nhất đó quý vị là chúng ta sẽ phải ăn uống điều độ này, ngủ đúng giấc này, rồi sinh hoạt tập thể dục mà chúng ta phải đầy đủ nữa. Còn nếu như mà nhu cầu công việc của tất cả quý vị á, chúng ta không đáp ứng được những cái Hoàng Nam vừa nêu trên, thì có thể là chúng ta sẽ dùng những sản phẩm giống như vậy quý vị nha. Tại vì quý vị biết rồi á, hồng sâm ở bên Hàn Quốc thì quá là nổi tiếng rồi đúng không ạ? Hồng sâm rất là nổi tiếng rồi quý vị. Chúng ta có thể là sử dụng sâm mỗi ngày. Đó là lý do vì sao mà chúng ta thấy là các anh chị cũng như là các cô chú mặc dù rất là lớn tuổi ở bên Hàn Quốc, nhưng mà nhìn cô chú vẫn có một cái nét gì đó rất là đẹp, rất là trẻ, rất là khỏe đúng không quý vị? Vậy thì ngày hôm nay với combo sản phẩm này, chúng ta có thể là sử dụng mọi lúc mọi nơi với cái thiết kế đó là gói nhỏ như vậy quý vị nha. Chúng ta có thể là mang vào trong túi của mình này. Đó, rồi mang đi làm uống, đi picnic uống, cảm giác là mệt mỏi suy nhược trong người thì chúng ta uống, có thể là chúng ta sẽ giữ được một cái sự tỉnh táo khi làm việc này, và có một cái sức khỏe dẻo dai, năng lượng tràn trề cả một ngày dài luôn. Trời ơi, Nam nói cái làm Quỳnh Hoa thích quá. Không lẽ bây giờ xin phép quý vị nha, bây giờ là ngày hôm nay Quỳnh Hoa với Hoàng Nam đi chợ giùm các cô các chú, mà đi chợ sao mình phải thử chứ, đúng không? Thì ngay bây giờ đây á, Quỳnh Hoa xin được phép xé một gói nước chiết xuất hồng sâm để có thể sử dụng ngay tức thì luôn quý vị. Như quý vị có thể thấy á, đây là một trong hai gói Quỳnh Hoa sẽ xé ra một gói nha. Quỳnh Hoa để lại đây. Nào quý vị ơi, cái gói rất là vừa tay của mình, rất là đẹp ha. Bên cạnh đó đó, Quỳnh Hoa sẽ xin phép nè, lấy cây kéo cắt một cái. Là mình sẽ mở một cái đầu nhỏ nhỏ như thế này. Rồi bây giờ Quỳnh Hoa sẽ uống trực tiếp luôn nha, để xem cảm giác như thế nào, phải giống như người Hàn Quốc vậy đó. Đúng rồi. Uống trực tiếp luôn. Quý vị có thấy hình ảnh này quen không quý vị? Rất là giống với những hình ảnh mà các anh chị ở trên phim Hàn Quốc ha. Đó, hay cắt một góc xong rồi uống trực tiếp như vậy này. Mà uống như vậy nữa, nếu như mà quý vị để ở trong tủ lạnh á thì sẽ ngon hơn nữa đúng không Hoa? Vị như nào Hoa? Đúng rồi, cảm giác ở trong phòng quay hiện tại cũng hơi lạnh lạnh chút xíu. Nên là cảm giác như để trong tủ lạnh. Trời ơi, cái cảm giác mới đầu vào á quý vị, nó rất là thanh, rất là nhẹ nhàng nha. Cái dòng nước ngọt nó đi vào cuốn họng của mình, xong sau đó cái vị ngọt ngọt á, nó dậy lên chút xíu, nó dậy lên chút xíu quanh cái khoang miệng của mình. Bên cạnh đó đó thì cái vị sâm á, cái mùi sâm nó nồng lên. Trời ơi, nói xong cái đang nuốt, cảm giác rất là thoải mái luôn quý vị. Trời ơi, thôi bây giờ xin phép Nam á tiếp lời đi, để Quỳnh Hoa uống hết cái gói luôn. Ok, Hoa cứ uống hết đi ha. Quý vị thấy á, là một gói nhỏ như vậy thì chúng ta rất là dễ dàng, chúng ta có thể là bỏ vào trong túi của mình, hay là mang tới chỗ làm việc, mang tới mọi chỗ luôn mọi người ha. Và với hộp như vậy á, thì chúng ta cũng có thể là làm quà tặng rất là sang trọng. Và như tất cả quý vị chúng ta thấy ở trên màn hình á ha, đây là hồng sâm quý vị nha. Nếu như mà để mà chúng ta đạt đủ tiêu chuẩn của hồng sâm á, thì ít nhất là sâm phải đủ 6 năm tuổi này. Sau đó qua các cái công đoạn chế biến ở nhà máy, chúng ta sẽ phải rửa sạch, rồi chúng ta sẽ phải mang đi sấy khô, làm sao để đủ cái mực nước nhất định ở trong từng củ sâm á, để mà đạt tiêu chuẩn để chúng ta làm ra những cái gói nước uống chiết xuất từ hồng sâm như vậy đó quý vị. Mất rất là nhiều thời gian và công sức quý vị ha. Và khi mà sâm của chúng ta đã ngả cái màu vàng vàng hay là nâu sẫm như vậy á, thì được gọi là hồng sâm, để mà chúng ta có thể là phân biệt khác so với các dòng hắc sâm hay là bạch sâm. Nói chung á, là hồng sâm thì rất là tốt rồi. Quý vị đừng bỏ lỡ ngày hôm nay nha. Mua sắm càng nhiều ưu đãi, tích lũy nhân 3 tiền tích lũy này, mua gì cũng rẻ ở trên VTV Hyundai Home Shopping duy nhất ngày hôm nay thôi quý vị nha. Giá của nhà cung cấp là bao nhiêu ạ? 1.190.000 đồng, nhưng ngày hôm nay chỉ còn đó là 699.000 đồng mà thôi. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 30 gói nước uống chiết xuất hồng sâm Q Plus và tặng kèm theo bộ quà tặng về sức khỏe ngày hôm nay nữa nha quý vị. Dành cho tất cả quý vị nào chúng ta mua hàng mới lần 1, lần 2, hay tất cả quý vị nào mà chúng ta đã là thành viên lâu năm của VTV Hyundai Home Shopping rồi, thì đều được tích lũy từ 3% tới 27%. Quý vị đừng bỏ lỡ ngày hôm nay nha. Thật sự rất là tuyệt vời luôn. Khi mà nghe Hoàng Nam chia sẻ thì thấy là được cái sự hào hứng của Hoàng Nam ngày hôm nay. Mà quý vị ơi, đặc biệt á, là hồng sâm của chúng ta là 6 năm tuổi từ Hàn Quốc nha, chứa rất nhiều là saponin nè,
đó là chất có thể bồi bổ cho cơ thể của mình nè, nâng cao sức đề kháng, giảm mệt mỏi nè, tăng cường sự tỉnh táo và phù hợp với người vừa ốm dậy nè. Và đặc biệt đó là cô chú anh chị ở trong nhà của mình nè, người lớn người cao tuổi nè, quý vị ơi, cứ thử tưởng tượng mỗi một ngày mình bỏ một gói hồng sâm vào mình uống thì có phải đây là một cái quà tặng ý nghĩa tuyệt vời từ đất trời dành cho những người mà mình yêu thương không ạ? Chiết xuất hồng sâm là có nhiều vitamin và khoáng chất nè, nguồn nguyên liệu chất lượng được đảm bảo từ Hàn Quốc và đóng gói theo quy trình đạt tiêu chuẩn hiện đại của Hàn Quốc, chất lượng vô cùng khác biệt. Và đây có thể nói là một trong những thượng phẩm quý được yêu thích ở trên VTV Hyundai của chúng ta. Chăm sóc sức khỏe với hồng sâm và dương hương như vậy thật là một món quà tuyệt vời. Mà bên cạnh đó, ngày hôm nay là siêu ưu đãi nhân lên ba luôn. Quý vị cứ thử tưởng tượng đi, mình mua thử một gói hồng sâm như thế này á, thì mình tặng cho ba mẹ cứ rảnh là uống nè, hoặc là những cái người thân trong gia đình của mình uống nè. Bên cạnh đó còn được nhiều quà tặng như quý vị thấy, em bé cắn miếng bánh chocolate cưng ơi là cưng luôn. Rồi mẹ một buổi sáng nè, pha một gói trà sâm với nước nè, ngồi thư giãn, cảm nhận không khí xung quanh, có phải là tâm trí của mình tuyệt vời hơn không? Thì từ đó sức khỏe của mình nâng cao hơn, và đặc biệt là tình cảm gia đình của mình gắn kết nhiều. Và đặc biệt đó chính là tiền tích lũy nhân 3, mua gì cũng rẻ. Ngày hôm nay quà đặc biệt và chúng ta sẽ được tặng rất là nhiều quà với giá 699.000 đồng thôi quý vị ạ. Chính xác luôn. Như quý vị thấy là ngoài những phần quà tặng của Hoàng Nam và Quỳnh Hoa kể trên ra thì sẽ có hai cái túi giấy rất là dễ thương mà VTV Hyundai đã chuẩn bị cho tất cả quý vị để chúng ta ví dụ như là làm những phần quà tặng đối tác này, tặng người thân này, tặng những người thân yêu xung quanh cuộc sống của mình đâu quý vị ha. Vậy nên nếu như mà nói đầy đủ ra thì quà chúng ta phải là kèm theo hai túi giấy rất là sang trọng và màu đỏ rất là đẹp, hợp với những cái hộp hồng sâm như vậy nữa này quý vị. Chúng ta thấy là từng cái hộp bánh choco pie hay là hộp trà này hay là hộp nước uống chiết xuất hồng sâm của Qplus thì đều rất là dễ dàng để chúng ta mang đi làm quà tặng đúng không quý vị đó. Chúng ta đóng gói thì một cái lãng quà như vậy này dành cho những cái dịp quan trọng mà cũng được luôn nha quý vị nha. Hay là chúng ta chỉ mang một hộp sâm đi để mà tặng thôi thì cũng đã rất là sang trọng và rất là lịch sự rồi. Ngoài ra nữa thì món quà này không chỉ là một món quà đơn giản trao tặng tới nhau mà còn là một món quà về sức khỏe nữa quý vị nha. Tại vì nước uống từ hồng sâm này là chiết xuất từ hồng sâm Hàn Quốc nội địa 100% luôn, nên là nếu như mà quý vị bỏ lỡ thì rất là đáng tiếc ngày hôm nay. Tại vì sao ạ? Tại vì ngoài mức giá rất tốt trên chương trình ngày hôm nay đó là 699.000 đồng kèm theo bộ quà tặng rất hấp dẫn ra thì tất cả quý vị chúng ta còn được tích lũy nhân 3 nữa nha quý vị. Mua sắm càng nhiều thì tích lũy càng nhiều, thành viên càng lớn thì tích lũy càng lớn nha quý vị. Siêu ưu đãi tiền tích lũy tới 27% giá trị của đơn hàng ạ. Nếu như quý vị chúng ta mua hàng lần 1, lần 2 này là thành viên thường á thì chúng ta sẽ được tích lũy 3%, thành viên đồng sẽ được tích lũy 9%, thành viên bạc chúng ta được tích lũy 15%, thành viên vàng là 21% và thành viên kim cương là lên tới 27% duy nhất trong ngày hội ngày hôm nay nha. Đừng bỏ lỡ ngày hội thành viên VTV Hyundai, tiền tích lũy nhân 3, tích lũy đến 27% khi mua sản phẩm. Cảm ơn tất cả khách hàng của VTV Hyundai. Duy nhất hôm nay 15 tháng 4, tiền tích lũy nhân 3, giảm giá lớn, tặng quà giá trị. Đó, quý vị biết không, ngoài cái việc mà giá cả của chúng ta ít á, thì chúng ta gọi là giá cả ưu đãi á, rồi mua được hàng chất lượng thì quý vị yên tâm về cái mặt an toàn nữa. Quý vị biết những sản phẩm này á, là được sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc với quy trình rất là rõ ràng và rất là nghiêm ngặt để có thể mang đến những bộ sản phẩm gọi là bề ngoài xinh đẹp nhưng mà bên trong của chất lượng như thế này là qua cả một quá trình luôn đó quý vị. Chúng tôi không mong muốn gì ngoài việc mang đến sức khỏe cho quý vị. Và mang đến sức khỏe bằng cách nào? Đó chính là những gói nước chiết xuất hồng sâm, chiết xuất từ nhung hưu. Hồng sâm và nhung hưu quý vị cũng đã biết rồi, để có thể bồi bổ sức khỏe cho chúng ta, đặc biệt là ba mẹ của mình nè, rồi những người thân ở trong gia đình của mình, những người vừa ốm dậy nè, và đặc biệt là những người mà có sức khỏe của mình mệt mỏi á, thì mình chỉ cần một gói nước chiết xuất hồng sâm như thế này, uống vào như khi nãy á, Quỳnh Hoa đã uống, cảm giác rất là tuyệt vời, rất là thanh mát. Và quý vị ơi, cứ tạo thói quen chăm sóc sức khỏe của mình mỗi ngày như thế này thì Quỳnh Hoa đảm bảo với quý vị là sức khỏe của mình sẽ được cải thiện, sẽ được nâng cao một cách rõ rệt. Vì sao? Bởi vì chúng ta dành thời gian chăm sóc cho bản thân của chúng ta trẻ, chúng ta khỏe thì chúng ta lại được chăm sóc cho những người xung quanh của chúng ta nữa. Và đặc biệt quý vị ơi, thượng phẩm được yêu thích nhất trên VTV Hyundai, chăm sóc sức khỏe với hồng sâm và nhung hưu. Chính xác luôn quý vị. Đây sẽ là một món quà dành cho tất cả quý vị chúng ta chăm sóc cho bản thân của mình hay chăm sóc cho cả gia đình ha. Ngày hôm nay mua sắm rất nhiều ưu đãi trên VTV Hyundai Home Shopping, tiền tích lũy nhân 3, mua gì cũng rẻ. Với mức giá là bao nhiêu ạ? Không phải là 1.190.000 đồng mà giá ngày hôm nay chỉ có 699.000 đồng mà thôi. Đó là chúng ta sẽ có 30 gói nước uống chiết xuất hồng sâm Qplus tặng theo bộ quà tặng về sức khỏe cũng hấp dẫn không kém quý vị nha. 5 gói kẹo sâm không đường này, 1 gói trà sâm này, 1 gói bánh choco pie nhập khẩu và kèm theo đó là hai túi rất là dễ thương để quý vị chúng ta có thể là dùng để làm quà tặng cho những bản thân và cho những người xung quanh của mình nữa.
siêu ưu đãi, tích lũy lên đến 27% mà quý vị ơi, 27% vô cùng tuyệt vời luôn đó quý vị. Và sản phẩm này là một trong những sản phẩm tuyệt vời mà quý vị cần gọi cho VTV Hyundai ngay. Đừng bỏ lỡ ngày hội thành viên VTV Hyundai, tiền tích lũy nhân 3, tích lũy đến 27% khi mua sản phẩm. Cảm ơn tất cả khách hàng của VTV Hyundai. Duy nhất hôm nay 15 tháng 4, tiền tích lũy nhân 3, giảm giá lớn, tặng quà giá trị. Quý vị ơi, thông thường á, trong cuộc sống hàng ngày á, thì chắc chắn là chúng ta không thể nào mà không gặp phải cái tình trạng ví dụ như đau vai gáy này, đau nhức người khi mà chúng ta mới ngủ dậy á. Chắc chắn là quý vị ai chúng ta cũng từng bị rồi, Quỳnh Hoa cũng từng bị rồi đúng không? Trời ơi, nói Quỳnh Hoa, xin phép cho Quỳnh Hoa chia sẻ xíu. Okay. Hôm qua quý vị, Quỳnh Hoa coi TikTok. Có nhiều quá mà để dựa đầu ở trên cái gối á, xong là cứ coi vậy nè, không có di chuyển á, nhức ơi là nhức luôn. Mà mình thức khuya nó cho con mắt của mình nó mỏi, nó cực ơi là cực, cái mình thấy trời mình không có quan tâm tới sức khỏe của mình rồi. Mình cứ gọi là tiếp xúc với các phương tiện điện tử nhiều quá thì tự động á, cái đầu của mình nó sẽ bị nhức nè, ong, mà mình không có quan tâm nhiều á, mình nghĩ á, Quỳnh Hoa nghĩ là sẽ để lại những cái hệ lụy rất là đáng tiếc luôn á Hoàng Nam. Chính xác luôn. Hay là không phải là chúng ta cứ lâu chúng ta bị đau nhức, đó là chuyện bình thường rồi. Còn ví dụ những anh chị á, những quý vị nào mà chúng ta làm quá nhiều đi, chúng ta cứ tiếc cái công việc, tham công tiếc việc của mình á, rồi mình cứ làm như vậy, rồi sau này khi mà sức khỏe chúng ta đi xuống thì các cụ ngày xưa nói rất nhiều rồi đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta biết cách để mà chúng ta phòng trước thì vẫn sẽ ít tốn kém hơn và vẫn sẽ tốt cho sức khỏe của mình hơn rất là nhiều. Có rất là nhiều nguyên nhân để khiến cho quý vị chúng ta bị cái tình trạng đó là mệt mỏi kéo dài, như là chế độ ăn uống này, hay là chúng ta ngủ không đủ giấc này, hay là chúng ta làm việc quá sức của mình, hay nhiều khi là các quý vị mà chúng ta là các bạn nào mà chúng ta có cái bệnh nền đó Hoa, ví dụ như là bị tiểu đường, hay là bị bệnh về tuyến giáp, hay là bị bệnh về gan, hay là bị bên trong những cái cơ thể của mình ha, thì bộc phát ra bên ngoài đó là những cái biểu hiện rất là thông thường hàng ngày, như là mệt mỏi này, như là chúng ta khó ngủ này, như là chúng ta rất là khó chịu, gặp làm cái gì cũng khó chịu, hay là làm việc mà chúng ta cứ bị stress hoài á, chúng ta không có làm được ha. Vậy thì nếu như mà quý vị không biết cách chăm sóc, không biết cách đưa cái cuộc sống của mình về cái đúng quỹ đạo, ví dụ là chúng ta phải ăn đủ bữa này, ăn đúng cái chế độ dinh dưỡng của mình này, chúng ta phải khắc phục được cái việc là chúng ta không có thức khuya nữa, mà chúng ta có thể là ngủ đủ giấc hơn, làm việc đều đặn hơn. Đó là những cái điều rất là đơn giản nhưng mà không phải là ai cũng làm được quý vị nha. Đặc biệt là giới trẻ hiện tại, như Quỳnh Hoa có chia sẻ hồi nãy á, đó là bây giờ cái tình trạng là tất cả quý vị chúng ta nằm ở nhà, chúng ta lướt điện thoại quá nhiều đúng không Hoa? Chúng ta lướt điện thoại tới nỗi mà tới 2-3 giờ sáng mới đi ngủ luôn á, thì sáng dậy chắc chắn là chúng ta sẽ bị cái cảm giác là mệt mỏi, khó ngủ. Vậy thì cái giải pháp hàng ngày đơn giản nhất đó là quý vị ngày hôm nay có thể là nhấc máy lên và liên hệ ngay lập tức với VTV Hyundai Home Shopping. Đây là một trong những dòng sản phẩm hồng sâm mà bán rất là chạy ở trên VTV Hyundai Home Shopping rồi, để mà tất cả quý vị chúng ta sẽ có một cái món quà, đúng nghĩa là một món quà cho người thân, cho bản thân về cái sức khỏe của mình quý vị nha. Cứ mỗi ngày chúng ta xé một gói chúng ta dùng như vậy thôi, rất là ngon nữa quý vị, vừa ngon miệng mà vừa có thể là giúp quý vị chúng ta có một cái sức khỏe dẻo dai hơn thì tội gì ạ. Và ngoài ra nữa, ngày hôm nay cái phần quà của chúng ta cũng rất là một cái món quà mà dành riêng cho sức khỏe nữa quý vị, đó là chúng ta sẽ có những cái gói kẹo ngậm sâm này. Kẹo ngậm sâm này thì thường Nam thấy là các anh chị nào mà chúng ta hay đi ô tô mà hay bị say xe á, Hoa để ý không, ngậm một bên là nhiều khi mình cảm giác được là mình tỉnh táo luôn đó. Hay là ngoài ra chúng ta sẽ có một hộp trà sâm để mà có thể là dùng buổi sáng để tăng cường thêm cái sức đề kháng, tăng cường thêm cái sức khỏe của mình. Ngoài ra có một món quà rất là dễ thương nữa, đó là một hộp bánh choco pie nhập khẩu từ Hàn Quốc nha quý vị. Dạ trời ơi, nói về choco pie, hôm nay nó Quỳnh Hoa và Hoàng Nam đã nói là đi chợ cùng với các anh, các chị, các cô, các chú đúng không? Xin phép hồi nãy là Quỳnh Hoa thử hồng sâm rồi, bây giờ Quỳnh Hoa sẽ thử hộp bánh choco pie. Hộp bánh choco pie này nó có nhiều cái khác biệt lắm quý vị. Thứ nhất là được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Đây có thể nói là một trong những bánh gọi là quốc dân bánh của Hàn Quốc á, và cái vị nó rất là đặc biệt. Quỳnh Hoa nghe nói như vậy thì ngay bây giờ đây là đầu tiên nha, Quỳnh Hoa cho quý vị xem á, chúng ta sẽ có tiếng Hàn Quốc ở đây, bên cạnh đó sẽ có tiếng Việt ở đây nữa quý vị, để cho chúng ta hiểu được nguyên liệu nè, những cái thành phần cấu tạo nên bánh này. Bên cạnh đó thì bao bì rất là đáng yêu, và quý vị thấy không, ở dưới đây là hạt đậu phộng, có thể là nhân của nó là hạt đậu phộng đó Hoàng Nam. Ngay bây giờ nè, Quỳnh Hoa sẽ xoay qua bên hông cho quý vị thấy là chúng ta có một cái nắp như thế này để cho chúng ta có thể mở bánh ra. Quỳnh Hoa xin phép ha, Quỳnh Hoa mở bánh ra cho quý vị coi nè, rất là dễ, rất là đơn giản luôn nè quý vị. Trời ơi, cái cảm giác được ăn háo hức quá Hoàng Nam ơi. Nam đang mong chờ là Quỳnh Hoa đúng sẽ phun rồi luôn đi. Rồi, Quỳnh Hoa sẽ mở ra như thế này cho quý vị nha. Xong sau đó Quỳnh Hoa sẽ rút ra. À, mình có một cái hộp như thế này nè, để cho một bỏ hai ba nhiều cái bánh á. Quỳnh Hoa xin phép được đặt xuống nha, lấy một cái khay bánh lên. Đó,
là mình sẽ lấy ra có hai cái khay bánh và một cái khay bánh như thế này. Quỳnh Hoa sẽ lấy ra bên trong có nhiều cái bánh nhỏ. Trời ơi, xin phép quá. Nha, xin phép quý vị nha. Quỳnh Hoa ăn luôn nè, ăn luôn nha. Hoàng Nam có muốn ăn không? Thôi Hoa, trước đi, tí nữa sau khi mà xong số này thì Hoàng Nam sẽ ăn sau quý vị nha. Quý vị ơi, Quỳnh Hoa mở ra là sẽ rất là đơn giản rồi. Đúng rồi. Bây giờ Hoa ăn nha. Ok, mời Quỳnh Hoa. Vì bánh choco pie sẽ rất là khác biệt, vậy chúng ta sẽ cùng chờ xem là Quỳnh Hoa thử xong và Quỳnh Hoa sẽ chia sẻ xem là khác biệt như thế nào so với các dòng bánh choco pie ở trên thị trường mà mọi người thường ăn ha. Tại vì đây là bánh nội địa của Hàn Quốc, bánh nhập khẩu luôn nên mọi người chúng ta sẽ hơi khác một chút xíu. Và Hoàng Nam đoán là ở bên trong những cái sợi gạo sẽ, những cái bột ở bên trong sẽ dai hơn bình thường đúng không Hoa? Giờ bắt Hoa nói đúng không quý vị? Okay. Cái bánh okay. Sô-cô-la nguyên chất nên Quỳnh Hoa xin được phép che miệng. Rất dẻo nha quý vị. Rất dẻo, rất thơm, mềm. Cái lớp vỏ bên ngoài là cái lớp sô-cô-la, rất là giòn, cắn vào. Bên trong là một cái lớp bột dày như bánh mochi vậy đó quý vị. Không biết quý vị ăn bánh mochi chưa? Rồi, ở trong nhân là nhân đậu phộng. Như khi nãy mà Quỳnh Hoa có nói đó, ngon lắm Hoàng Nam ơi. Mà không biết là lát có dính răng không nữa. Đây là một trong những món mà giống như bánh snack của Việt Nam mình tại Hàn Quốc vậy đó Quỳnh Hoa. Thì để sở hữu được một bánh choco pie ngày hôm nay hay là những phần quà tặng rất là hấp dẫn á, thì quý vị chúng ta có thể là thấy ở trên màn hình ha. Chúng ta sẽ có một hộp, đó là hộp nước uống chiết xuất hồng sâm của Q Plus với 30 gói ở bên trong quý vị nha. Ngoài ra bộ quà tặng thì như Hoàng Nam và Quỳnh Hoa có chia sẻ hồi nãy á, rất là nhiều. Và bộ quà tặng của chúng ta cũng có thể là một món quà về sức khỏe dành cho tất cả quý vị, dành cho tất cả gia đình luôn. Mua sắm rất nhiều ưu đãi cùng với VTV Hyundai Home Shopping quý vị nha. Tiền tích lũy nhân 3, mua gì cũng rẻ với mức giá là chỉ 699.000 đồng mà thôi quý vị. Chúng ta sẽ có một hộp 30 gói nước chiết xuất hồng sâm của Q Plus này, chúng ta có một hộp trà sâm này, chúng ta có một hộp bánh choco pie nhập khẩu từ Hàn Quốc, và ngoài ra là 5 gói kẹo sâm không đường quý vị nha. Tích lũy một nhân 3 lên là 3% này, rồi thành viên đồng, thành viên bạc, thành viên vàng, thành viên kim cương, cứ như vậy nhân 3 lên tới là 27% trong ngày hội thành viên ngày hôm nay nha quý vị ơi. Wow, và quý vị ơi, gia đình của chúng ta là nơi mà chúng ta muốn dành trọn những điều yêu thương nhất. Một lần mua sắm thôi thì quý vị đã mua được quá nhiều thứ. Và đặc biệt là trong ngày hôm nay, trong khung giờ này, gọi điện thoại ngay. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta vừa được sản phẩm là nước chiết xuất hồng sâm vừa chất lượng nè, rồi giá cả phải chăng, mà chúng ta còn được tặng quá trời quà. Mà quý vị ơi, thời gian đang trôi qua nhanh quá, thời gian trôi qua nhanh quá, tiếng yêu tôi chưa kịp xếp vần. Thì quý vị ơi, những sản phẩm này á, không phải là lúc nào cũng có. Quý vị cứ tưởng tượng á, đi ra ngoài á, thì làm sao mà được một cái giá tuyệt vời như thế này. Giá cả vừa phải chăng, có thể chăm sóc gia đình. Mà đây là một trong những thượng phẩm quý được yêu thích nhất ở trên VTV Hyundai. Chăm sóc sức khỏe của chúng ta là chăm sóc mọi thứ, với hồng sâm và nhung hương là còn tuyệt vời hơn nữa đó quý vị ạ. Chính xác luôn, đừng bỏ lỡ, nhấc máy lên và liên hệ ngay với VTV Hyundai Home Shopping quý vị nhé, để chúng ta có thể sở hữu combo cho sức khỏe rất giá trị ngày hôm nay với một mức giá cực kỳ ưu đãi ạ. Đặc điểm của hồng sâm 6 năm tuổi đó quý vị, đó là chúng ta sẽ có rất là nhiều saponin ở bên trong, giúp cho tất cả quý vị chúng ta có thể là bồi bổ cho cơ thể của mình này, giảm mệt mỏi, tăng cái sự tỉnh táo, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể của mình. Ngoài ra thì cũng rất là phù hợp với những người lớn tuổi và người mới ốm dậy nữa quý vị. Những quý vị nào mà chúng ta mới ốm dậy thì chắc chắn là nạp sâm vào trong cơ thể của mình, nạp những saponin vào trong cơ thể của mình nhá, thì sẽ giúp cho quý vị chúng ta có thể là phục hồi nhanh hơn quý vị nha. Đừng bỏ lỡ cơ hội ngày hôm nay nha quý vị. Một phần quà tặng rất là ý nghĩa cho những người thân yêu, cho những người ở xung quanh cuộc sống của mình và cho chính bản thân của tất cả quý vị, cùng với hồng sâm 6 năm tuổi tại Hàn Quốc nha quý vị. Và thật là tuyệt vời khi mà chúng ta đã biết á, hồng sâm là một trong những dược phẩm rất là quý, để mà có thể đưa ra được một chiết xuất như vậy á, là rất kỹ, rất lâu quý vị ơi. Bao nhiêu củ sâm mới được một chiết xuất hồng sâm như thế này. Nhưng mà chúng tôi đã tạo ra được một món quà từ thiên nhiên đất trời để có thể mang đến cho quý vị, chăm sóc sức khỏe của chúng ta nè, chăm sóc sức khỏe cho gia đình của chúng ta. Cứ mỗi một củ hồng sâm như thế này thì chiết xuất ra một chút xíu xíu thôi quý vị ơi, để rồi có được một bộ sản phẩm như thế này. Đặc biệt dành cho những ai mà mình lớn tuổi nè, những ai mà mình bị suy nhược cơ thể, những ai mà mình vừa mới ốm dậy á, quý vị có thể tưởng tượng á, ba mẹ của mình lâu lâu á, mình dành thời gian mình chăm sóc, mình nói à mẹ ơi, ba ơi, uống thử gói hồng sâm như thế này để có thể cảm nhận được vị thanh mát đi vào cái khoang miệng của mình. Bên cạnh đó thì những cái chiết xuất ở trong đó có thể nâng cao được sức khỏe cho ba, cho mẹ của mình. Thì có phải ba mẹ của mình vui vẻ, khỏe khoắn, mình cũng hạnh phúc, gia đình của mình cũng rất là tuyệt vời, rất là thăng hoa, và tất cả mọi người, mọi mối quan hệ trong gia đình của mình cũng tốt hơn. Và đặc biệt quý vị ơi, những cái món quà được tặng còn dành cho chị em như là bánh choco pie nè, hoặc là kẹo sâm để ngậm cho các anh tài xế để có thể làm mình tỉnh táo và thoải mái hơn nữa đó Hoàng Nam. Chính xác luôn quý vị. Đó, quý vị thấy là chúng ta lấy ví dụ như mà lái xe mà hơi căng thẳng, hơi mệt mỏi quá đi ha, thì có thể là ngậm một viên kẹo sâm này. Kẹo sâm này là kẹo sâm không đường quý vị nha, nhưng mà vẫn có vị ngọt, để tất cả quý vị chúng ta có thể là bồi bổ cái sức khỏe của mình và tăng cái sự tỉnh táo dành cho tất cả
cả quý vị chúng ta mua sắm ở trên VTV Loan ngày hôm nay rất nhiều ưu đãi nha quý vị. Hoàng Lan xin phép được nhắc lại một lần nữa, đó là chúng ta sẽ được tích lũy nhân 3, mua gì cũng rẻ trong chương trình ngày hôm nay với mức giá là chỉ 699.000 đồng. Đừng bỏ lỡ nha quý vị ơi. Đừng bỏ lỡ ngày hội thành viên VTV Hyundai, tiền tích lũy nhân 3, tích lũy đến 27% khi mua sản phẩm. Cảm ơn tất cả khách hàng của VTV Hyundai. Duy nhất hôm nay 15 tháng 4, tiền tích lũy nhân 3, giảm giá lớn, tặng quà giá trị. VTV Hyundai, tiền tích lũy nhân 3, tích lũy đến 27% khi mua sản phẩm. Cảm ơn tất cả khách hàng của VTV Hyundai. Duy nhất hôm nay 15 tháng 4, tiền tích lũy nhân 3, giảm giá lớn, tặng quà giá trị. Quý vị ơi, ngày hội thành viên nhân 3 tiền tích lũy ngày hôm nay, có quý vị nào chúng ta mới mở TV không ạ? Chúng ta sẽ cùng đếm lại với Hoàng Nam xem là trong combo ngày hôm nay chúng ta sẽ có những gì nha quý vị. Ngày hôm nay với combo 699.000 đồng chúng ta có những gì ạ? Đây, sản xuất và nhập khẩu trực tiếp tại Hàn Quốc, combo lớn giá tiết kiệm quý vị nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có đó là 30 gói nước uống chiết xuất hồng sâm 50ml trên một gói quý vị nha. Và chúng ta được tặng kèm theo đó là 5 bịch kẹo sâm không đường 200g, một hộp trà sâm và một hộp yến châu. Chúng ta có quá là nhiều quà tặng trong một chương trình và rất là hấp dẫn giống như vậy. Rồi Nam ơi, okay. Khi nãy giờ thì Quỳnh Hoa cảm thấy rất là muốn Nam cảm nhận cái hương vị của hồng sâm như thế nào. Khi nãy thì Quỳnh Hoa đã uống rồi, bây giờ Hoàng Nam uống rồi cho cảm giác nữa nha. Và đặc biệt khi mà Hoàng Nam thử thì Quỳnh Hoa xin tặng cho quý vị bài hát là Nam ơi Nam ơi Nam, Nam biết không Nam, khi mua trên Hyundai là chiết khấu nhân 3 đó. Nên quý vị nhớ nha, chiết khấu nhân 3 cho những lần mua sau á, quý vị đừng có bỏ lỡ. Thời gian cứ trôi qua mà chúng ta không có mua thì rất là uổng luôn. Rồi bây giờ Hoàng Nam cho mình cái cảm giác như thế nào nào. Cái vị sâm nó quý vị rất là đặc trưng, mà cái vị sâm rất là đặc trưng và rất là thơm và kiểu cảm giác như là mình nếm sâm trực tiếp vậy đó quý vị. Nếu như mà quý vị nào mà chúng ta đã từng là sử dụng sâm tươi, hồng sâm tươi trực tiếp rồi ha, thì có thể cảm nhận được và có thể là liên tưởng tới những gì mà Hoàng Nam nói, rất là thơm của sâm và ngoài ra cũng rất là dễ uống nữa, có một cái vị rất là ngọt nhẹ quý vị nha, để mà chúng ta có thể sử dụng mỗi ngày luôn thì yên tâm. Sản phẩm này chúng ta có thể là để trong tủ lạnh thì chắc chắn là mỗi ngày chúng ta sẽ được sử dụng hàng ngày như vậy, vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe, vừa bồi bổ cho cái cơ thể của mình nữa. Hãy chăm sóc sức khỏe của mình một cách tiết kiệm nè, một cách đúng đắn. Và đặc biệt là trong siêu hội ngày hôm nay còn được chiết khấu lên đến 27% cho những lần mua sau nữa. Thì Quỳnh Hoa và Hoàng Nam rất là hy vọng có thể mang đến cho quý vị những giây phút tuyệt vời với những sản phẩm như thế này. Vì vậy thì không biết là quý vị có gọi điện cho VTV Hyundai chưa? Gọi điện cho VTV Hyundai chưa? Còn bây giờ thời gian đã hết rồi. Hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị trong những lần sau. Còn bây giờ Quỳnh Hoa và Hoàng Nam thân ái chào tạm biệt.